Rồi bây giờ chú muốn mời năm bạn trai nói là mình giỏi hơn năm bạn gái lên đây lấy quà. Tao Hồng mới nói giỏi hơn sao đất rồi. Bạn trai đợi nấu trắng này nè, mới nói mình giỏi hơn sao đất rồi. Một, hai bạn trai, ba bạn trai, trời ơi nhỏ xíu thì cũng lên. Bốn bạn trai lên đây con áo vàng. Năm đủ rồi. Áo vàng lên đây con lên đây. Rồi con lên đây. Rồi. Rồi bây giờ nhỏ xíu thì kia đi. Con ơi, theo con trai với con gái ai giỏi hơn? Dạ con giỏi hơn. Con giỏi hơn. Mà con là con gái hay con trai? Dạ con là con gái. Con là con trai hay con gái? Con trai. Vậy đưa đây chú biểu. Con trai với con gái ai giỏi hơn? Rồi bây giờ chú mời năm bạn gái coi có năm bạn gái nào nói mình giỏi con trai không? Lên đây, một bạn, lớn lớn nha, hai bạn, ba bạn, rồi bốn bạn, rồi áo vàng ha, rồi đủ rồi, năm cô gái, rồi mấy bạn nhỏ xíu xích ra đây tặng quà về chỗ đây. Đây cô bé dễ thương nè, tặng quà cho con gái giỏi hơn nè. Rồi rồi về chỗ rồi. Ôi trời ơi con gái ở đây rồi, tặng cho chỗ luôn rồi. Ủa con thiếu một bạn trai, bạn trai nữa đâu hả? Một bạn trai nữa đâu? Rồi mời bạn lên đây. Rồi, sao mình chậm rồi, mình chờ hiệp 2 nha. Trời ơi, sao mà đội gương tóc dài này nhỏ nhỏ không vậy? Rồi, bây giờ, cho chú hỏi nè, con gái với con trai ai giỏi hơn? Con gái. Con gái với con trai ai giỏi hơn? Yeah. Con trai là khí thế chưa? Thấy thua chưa? Bây giờ chúng ta sẽ thi tài để xem ai giỏi hơn nha. Chúng ta sẽ chơi game show. Và bây giờ, người sẽ cùng vui với các bé trong ngày hôm nay là một người nghệ sĩ rất là đặc biệt. Với giọng nói của mình thì người nghệ sĩ này có thể giải giọng rất là nhiều con vật ha. Không chỉ những giải giọng nhiều con vật mà với giọng nói của mình họ có thể tạo nên những nốt nhạc, những nhạc cụ để tạo nên những bài hát rất là hay. Và bây giờ các con sẽ đứng hai bên này nha. Và cái ghế là cái điểm tựa ha. Khi cái chú này chú giải giọng con vật nào đó, các con nghe được cái tiếng con vật đó, các con chạy lên ngồi lên cái ghế này, giành quyền ưu tiên trả lời. Ai đội nào ghi được 5 điểm trước đội đó thắng nha. Và bây giờ một tràng hoa tay thật lớn dành cho Quái Kiệt Thanh Long. Xin trân trọng kính chào quý vị phụ huynh và các cháu quý mến. Rồi bây giờ thử tài nha. Chuẩn bị nha. Tôi làm tiếng con vật trước nha. Thử nha. Để nha. Chào lâu. Một đôi được thôi. Thôi đừng có lấn nữa, ngồi sau rồi về chỗ đi anh ơi. Ngồi sau rồi về chỗ đi. Rồi, quyền ưu tiên thuộc về các cô gái. Con gì? Con chó, đúng không chú? Đúng rồi. Chính xác, một điểm đầu tiên thuộc về các cô gái. Nhập nghe nha, nghe nha. Mơ. Rồi, lần này ưu tiên thuộc về bạn trai. Con gì? Con bò. Con bò, đúng không chú? Đúng rồi. Con nèo. Tiếp tục, câu số 3. Tập trung vô, tập trung vô. Trời ơi. Trời ơi, sao chạy lên ông ngồi trong cái tướng gì kì vậy? Trời ơi, năm khỉ hay chạy tướng khỉ vậy con? Chạy lên mình ngồi vô ghế chứ, con gì? Con dê. Đúng rồi. Đúng rồi, 2-1. Rồi. Nghe nghe, chạy cho chính xác nghe không? Chuẩn bị, ở con trai vàng quá, hoàng là chú ơi, con trai vàng quá. Xếp mày vô đàng hoàng. Rồi, bắt đầu. Con gì? Mèo. Đúng rồi. Có mèo. Trời ơi giỏi quá, 3-1 rồi. Trời ơi. Trời ơi cố lên nha. Nghe nghe. Trời ơi. Lần đầu tiên tôi chạy nó chạy lên. Nó chạy lên ngay cái ghế nó lạng quá. Con gì? Chó sói. Con chó sói. Chưa chính xác. Con ngựa. Con ngựa. Chưa chính xác luôn. Tập trung vô. Ngồi lên ghế mới giành quyền ưu tiên trả lời. Con gì? Con dê. Con dê quá là bán rồi, chặt lắm. Con gì? Con chim. Về luôn. Chim thiếu. Phải chim gì? Chim gì mới được. Chim có nhiều loại chim lắm, con chim gì? Làm lại chú ơi. Con cú đi vô. Chim cú. Chim cú đó là đáp án chính xác. Chim cú, nói chim cú đó con cú.
làm nhạc để xem những cái bài hát này tiếp đây là tiếng kèn là bài gì ha. Rồi biết luôn về chợ rồi quyền kia rồi rồi quyền ngủ trai còn chưa bé kia bé kia bài hát gì con bé này lại trước nè chậu lên ba bài hát chậu lên ba rồi chào tết bài hát không chính là không phải đúng ba bài hát chậu lên ba chậu lên ba là cái lời thôi còn cái tên bài hát là gì cái tên bài hát là gì rồi chim hang chắc lắm luôn em nghe cái lời nè rồi cái lời hát bài gì thương nhau cả nhà thương nhau chắc lắm trời ơi nhau đi quý cho các con bé đâu đó là bài hát bé đi mẫu giáo nha dạ, con bây giờ bài hát rồi bài hát nha cả nhà thương nhau đó là đáp án chính xác nha chiến thắng nó thuộc về các cô gái nghe nha đúng rồi chú ơi thì xin mời chú Long lại trình diễn một chút về tụi con nguyên dạng hình thức xin cảm ơn chú đại góp một trò chơi thật vui cho các cháu hồi đây các con thầy giỏi nha bây giờ các cháu nghe dạng nghe kèn phải không thiếu các cháu còn thiếu biết thiếu gì không con chó rồi phải không con mèo rồi phải không con chim cu rồi phải không rồi con con gì để con heo còn con gì nữa không biết luôn con ngon rồi nói rõ là gì thôi các cháu là đến đây không hát thì họ phải ngắm cổ cò xem người ta hát sao các cháu nào biết hát đưa tay lên có con rồi cháu nào nó có con có con rồi con ở đâu con đang đứng ngồi sau lưng con bố đứng đâu đứng nhà con mấy tuổi 6 tuổi bự con tuổi là 60 rồi nè con chào các quý vị phụ huynh các anh chị đi trân trọng xin chào bên này xin chào bên vỗ tay cái chào đây chào vỗ tay con hát bài gì hát đi mất à riêng gì trời bánh chất chơi đó thôi mà hát thử rồi mở nhạc ra hát lên con hát có nhạc không có Hãy subscribe cho